The new Miss Universe Vietnam 2022, Nguyễn Thị Ngọc Châu! Congratulations! Cảm giác hiện tại của Ngọc Châu thì thực sự là đến ngày hôm nay nha. Đến ngày hôm nay thì Châu mới bắt đầu dần tin là mình đã trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và đang là chủ nhân của chiếc vương miện Vinamilk của mình. Mình vẫn không tin. Sau khi 5 ngày mình hoạt động với những cái lịch trình đó gọi là khá dày đặc thì bản thân mình đã bắt đầu tin là wow, mình đã trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Mọi người có thấy quần thâm mắt không ạ? Hơi thâm một chút nhưng mà vẫn rạng rỡ đúng không mọi người? Trong 5 ngày vừa qua thì một ngày Châu Tiên Nhi ngủ trung bình chỉ khoảng 4 tiếng đồng hồ mà thôi. Mình hiểu là có những cái lịch trình, có những cái điều mà tụi mình cần phải hoàn thành ngay sau đó, cho nên là mặc dù là ngủ hơi ít nhưng mà tụi mình cũng cố gắng để mà hoàn thành thật là tốt những cái lịch trình đã có. Cô thì thường thắp hương cô cứ giái là anh ơi, anh ráng phù hộ cho em nha anh. Còn sống thì anh lo cho mẹ con em, mà giờ anh thác đi rồi thì anh ráng phù hộ cho em. Đừng cho em nghĩ ngợi về những cái người nào hết. Ráng dẫn lên để mà mình mần mình nuôi con. Mẹ cũng buông chải làm nhiều lắm, từ ngày ba mất á. Mẹ cũng ráng dành dụm trong mẹ, ăn kham ăn khổ lắm. Có ngày ở mình, mẹ ở mình vậy chứ có lúc qua không thấy làm đồ ăn uống vậy đó. Khi mà xem video vừa rồi thì thật sự là nhớ mẹ. Rất là nhớ mẹ nữa. Hôm mà em đang quen á, em cũng chưa có được nói chuyện hay là ôm mẹ lâu. Tại vì lúc đó mình có những cái công việc gì em chỉ kịp gặp mẹ trên sân khấu. Sau đó thì về em mới gọi điện thoại cho mẹ. Lúc nào á, trong cái bản thân của em á, lúc nào cũng nghĩ tới mẹ. Như là khi mà mình gặp khó khăn hay là mình có những cái quyết định nào đó mà mình cần một cái sự ủng hộ hoặc là mình cần một điểm tựa. Đối với em, mẹ luôn là một cái điểm tựa rất là lớn để mà em có thể phấn đấu, cố gắng trong cái cuộc sống của mình. Thì mỗi khi mà em gặp áp lực á, em không biết là mình sẽ phải làm gì tiếp theo, thì em đều bóc điện thoại lên và gọi cho mẹ. À mẹ ơi, hôm nay mẹ khỏe không? Hôm nay mẹ đã ăn cơm chưa? Hay là mẹ có đi làm không? Hay là hôm nay mẹ có sang nhà chị hai chơi không? Thì những cái câu trò chuyện tưởng chừng như nó đơn giản như vậy, nhưng đối với em nó là một điểm tựa tinh thần rất là lớn. Từ cái ngày đầu tiên em bắt đầu hành trình đến với Vietnam Next Top cho đến tận bây giờ, nó vẫn luôn như vậy. Đối với em á nha, cái khoảnh khắc mà nó ý nghĩa nhất nó không phải là những lúc mà em đứng trên sân khấu, em giành được vị trí cao, mà nó là những cái lúc mà giỗ ba, là gia đình em có tụ họp, được gần mẹ, được sống với mẹ ở nhà, được nói chuyện, được chăm sóc cho mẹ. Thì đối với em đó là những khoảnh khắc ý nghĩa nhất. Ba em thì mất rất là sớm. Thì em chứng kiến tất cả những cái quá trình mà mẹ em mệt mỏi ra sao, mẹ em cố gắng như thế nào. Cho nên là bản thân em phải là người thành công để em chăm sóc lại cho mẹ. Em không biết là lúc nhỏ em quậy phá thì có làm mẹ em buồn không ta. Tính ở cái thời điểm mà bản thân em bắt đầu có ý thức rõ ràng về cuộc sống của mình, có ý thức rõ ràng về những cái mục tiêu tương lai á, thì em chưa bao giờ làm cho mẹ em khóc. Đó là một cái điều mà bản thân em luôn tự hào. Ồ, thì hồi nãy có đi coi show không? Ủa, chúng ta ngồi thử lớn mà em thấy sao? Con đâu có nhìn như dưới đâu. Tôi ngồi nghe chứ vậy nghe. Tôi nhớ em thấy tầm không? Lúc đó thì mẹ em chỉ được đi học lớp 2, lớp 3 để mà biết được ABCD rồi biết được làm sao để mà đọc chữ thôi. Nhưng mà sau đó thì mẹ em không được đến trường nữa bởi vì hoàn cảnh gia đình không cho phép. Chính vì vậy mà mẹ em luôn mong muốn là chị em tụi em phải đi học. Tất cả phải đi học, dù cho mẹ có khổ như thế nào hay dù cho mẹ mà mẹ có vất vả ra sao thì chị em tụi em cũng phải đi học. Thì thực sự là Châu rất là ngưỡng mộ mẹ. Mẹ là một người phụ nữ mà có thể nói là đại diện cho thế hệ phụ nữ cứ luôn chăm sóc cho gia đình, luôn yêu thương chồng con, luôn sẵn sàng hy sinh bản thân
cái bài học lớn nhất mà mẹ mang đến cho em á, đó là việc sống tử tế, sống có ước mơ. Thì tụi em cũng có tâm sự với mẹ rằng là mẹ muốn bước thêm một bước nữa, đừng có sợ tụi con buồn hay gì hết, bởi vì tụi con biết là mẹ cũng đã hy sinh cho tụi con rất là nhiều. Dù cho mẹ có quyết định như thế nào ấy, thì tụi con sẽ luôn ủng hộ cho mẹ. Mẹ em thì ngày trước á, mẹ không có quan tâm đến sức khỏe, mẹ sợ đi khám bệnh là tốn tiền, thứ hai là khám bệnh nó sẽ có nhiều cái bệnh phát sinh. Khi mà em có được cái khoản kinh phí nhất định á, luôn luôn theo dõi tình trạng sức khỏe của mẹ. Và thứ hai là em bắt đầu nói chuyện với mẹ để mà cải tạo được cái ngôi nhà, cái điều kiện sống ở hiện tại. Bởi vì ở quê em thì rất là nóng, không có lắp máy lạnh anh ạ. Mẹ em tiết kiệm tiền, cho nên là em cũng cải tạo cái điều kiện sống trong ngôi nhà bằng cách là lắp máy lạnh cho mẹ nè, lắp quạt, cái là mọi thứ để mà mẹ có được một cái môi trường sống nó tốt hơn, một cái sức khỏe ổn định hơn. Thì đó là những cái điều mà em cố gắng thực hiện để mà khiến cho mẹ hạnh phúc hơn, vui hơn. Tôi sẽ chịu. Em chọn đi theo giới giải trí thì mẹ em không hề biết, và chỉ khi mà em có được những thành tựu nhất định thì mẹ em mới biết mà thôi, và không bao giờ phản đối con gái cả. Chỉ có điều là mẹ hơi bất ngờ và mẹ cần thời gian để mà mẹ chấp nhận. Cái lúc mà em thông báo với mẹ là em được vào nhà chung Next Stop rồi thì mẹ em hơi bất ngờ, và mẹ cũng bắt đầu gọi là gọi điện thoại mỗi ngày để mà dặn dò em là như thế nào như thế nào. Ở cái thời điểm đó thì những cái thông tin nó không tốt lan truyền trên mạng xã hội rất là nhiều, và mẹ em cũng vô tình biết được những thông tin đó, và mẹ rất là lo. Và đó là một cái điều mà em cũng có thể hiểu được, bởi vì mẹ quá là thương con đi, mẹ sợ con bị sa ngã. Cái mơ ước và cũng là mục tiêu mà em muốn thực hiện trong 5 năm tới, đó chính là em sẽ đưa mẹ em du lịch vòng quanh thế giới. Mẹ em chưa bao giờ đi máy bay. Bước đầu tiên là em đã làm cho mẹ em, đó là làm passport cho mẹ em rồi. Nói về công việc nhà nông thì bây giờ trở về làm em vẫn làm tốt. Không riêng gì em, mà nếu như mà là tất cả các bạn, nếu mà trưởng thành từ một gia đình thuần nông cốc thì mọi người sẽ rèn luyện cho mình một cái tính chăm chỉ. Lúc nhỏ ba chị em tụi em thì mọi người có thể cũng xem tuổi nhau, như chị hai lớn hơn em 5 tuổi và em trai em nhỏ hơn em 3 tuổi. Thì cái lúc mà gia đình em khó khăn, mẹ đi làm thì lúc đó là chị hai em và em trai của em sẽ theo mẹ ra đồng. Còn em sẽ ở nhà là người đi chợ, nấu cơm. Lúc đó là nhà gia đình em có nuôi bò thì em sẽ là người ở nhà chăm sóc cho cái đàn bò đó và chăm sóc cho đàn gà. Thì mỗi người đều có một nhiệm vụ riêng, và bây giờ nghĩ lại thì em thấy khá là vui vì điều đó. Cũng vì mình học nấu ăn từ nhỏ, cũng vì mình học nấu ăn khá là lâu rồi, cho nên bây giờ mình có thể tự nấu ăn cho bản thân rồi anh ạ. Mọi người có thể thấy cái hành trình để mà Ngọc Châu chinh phục được vương miện Vinacumin đó không hề dễ dàng. Để mà Ngọc Châu có thể chạm được đến gọi là cái vạch đích rất cao như vậy thì bắt buộc Châu cũng phải cố gắng rất là nhiều. Nếu như các bạn cố gắng 200% thì Ngọc Châu cũng phải cố gắng 200% hoặc thậm chí là hơn thế nữa. Đôi lúc các bạn có cá tính, các bạn có thể mạnh mẽ, nhưng đối với Châu nhạc nó cũng là một tính cách vậy. Đâu phải là chỉ gai góc hoặc là mình cá tính thì mới gọi là một tính cách đâu. Cho nên là chính vì cái từ nhạc đó mà bây giờ mọi người mới nhớ đến Ngọc Châu, đúng không? Nếu như mà hỏi Châu khẳng định bản thân như thế nào thì thực sự Ngọc Châu cũng chưa có kế hoạch. Vì Châu tin rằng ở với cương vị hiện tại á, mình sẽ có nhiều cơ hội hơn để mà làm việc, để mà cống hiến hơn. Và Châu tin rằng trên cái hành trình cống hiến trong 2 năm đương nhiệm sắp tới thì mình sẽ có thể mang đến một cái hình ảnh rõ nét hơn, mang đến một cái hoạt động rõ ràng hơn cho khán giả. Và Châu tin rằng khán giả có thể cảm nhận được Ngọc Châu là một con người như thế nào ở cái ngày mà mình kết thúc nhiệm kỳ. Nói về vương miện ở Vinacumin, nó nặng cả nghĩa đen cả nghĩa bóng. Nó đòi hỏi mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn để mà hoàn thành được cả trách nhiệm của mình với xã hội, đồng thời cũng hoàn thành được cái nhiệm vụ của mình, đó chính là đại diện Việt Nam đi thi ở đấu trường thế giới. Mọi người yêu thương Châu, chính vì cái sự yêu thương đó mọi người mong muốn mình thành công, cũng như là mong muốn có thể tạo ra được dấu ấn của sắc đẹp Việt trên đấu trường thế giới. Chính vì vậy mọi người sẽ kỳ vọng lớn hơn, thì mình phải cố gắng hơn nữa để mình có thể đáp lại được những cái tình cảm và những cái sự yêu thương mà mọi người luôn dành cho mình.